Ôi, đâu 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 vào hang à, nó vào hang à, đây vào cái hang này này mày chạy nữa đi, xem ngách thế nào, có ngách không, đây như thế này có cái ngách, cái này không biết có sâu lên đâu, công một cái ngách kia, cẩn thận nhá, đầu kìa. Ôi hai con anh ơi, hả, hai con à, ok kìa, hai con vừa cho con đấy, ra con lên đây à. Ôi, cái chỗ này khả năng chỗ nó để trứng hay nào anh ạ? Hình như ngách nó lên đây này, anh qua này. Ôi, vẫn còn này. Đấy, còn con nữa. Đấy này, đuổi con này này, đuổi con này xong nó lao vào đấy này. Chắc là cái hang của nó rồi, nó phi từ hang rồi. Con này nãy đuổi, khó đuổi đấy. Thật đấy, màu lá cây. Ơi, con này nó rút sâu rồi, con này phải đào đã. Cái đống này khả năng là đống nó đẻ, nó sinh sản ở đây rồi, cái kiểu này là cái lá dày như này mà đây, ở trên này cũng có thơm lên đâu, là có thôi, có ngách thôi. Anh bỏ cho nó thâu này á, kiểm tra vào đó, thâu lấp đó, đưa cái kẹp này thao dính đầu nó, cái con đấy phải đào thêm ra thì mới kẹp được, con đấy nó rất sâu hẳn như vậy rồi. Thế mà nó chạy một đoạn xa phết đấy. Con này ấy, kéo anh em mình lại kiếm được ổ ấy. Nhìn rất là kìa. Đây này, ở đây cũng có ngách này. Đây, ngách này nhỏ này. Cái đấy hết à? Hết à? Hết rồi, cái này không phải. Đưa anh đằng. Nhìn nhá, kiếm nào đây. Đây này. Ôi, đây, ngách lên này. Đây. Ngách lên đấy này. Ý à? Ui, đấy này. Ở đoạn này. Ui ôi, đất nó trôi xuống chưa? Cái cục đấy. Đá nôi lên được đấy rồi. À thế là nó vẫn chạy về ổ nó anh ạ. Vẫn ổ nó anh ạ. Ra rồi. Nó đang ra. Thế có gì không con? Đấy thì đang đâm nó lên gần đấy. Mấy ngách này. Ôi, con này to hơn con đấy anh ơi. Ôi, hai con mà. Hai đồng hai. Hai màu. Gì cơ, hai con thành nôi ra xem mà. Hai con. Đây, nôi hẳn ra màu đây. Ở đây. Thế nhá. Thế nhá. Ôi. Anh em ơi. Ngon luôn rồi. Gặp ổ thôi. Con đấy ra đi. Thế ở trên này rồi. Khả năng là xem cái cửa hạ cửa trên này thế nào. Ây da. Con này nhanh nhất. Ây. Con này hàng đấy. Ôi. Hàng chưa. Ây. Ghê không? Nhờ. Thật đấy. Thấy vẫn còn đây này. Vẫn còn đây này. Anh bắt con đi đi. Thế là gặp ổ rồi. Bộ này giờ nó có tí nắng rồi, nó khỏe lắm. Nó không như kiểu lạnh như mùa đông nó rút vào hang đâu. Con này vẫn chưa lôi được, con này vẫn trâu lắm. Cái cửa hang nó ở bên đây này. Con này là phải phá vỡ cái cục này ra này. Đây này. Từ sợ nó cá ổ sập xuống một cái đừng nó không ra. Nó ổ phát lên đây bây giờ ra kịp là sao? Công từ đào chỗ kia xem nào nó có thông được xuống không? Từ từ để nếu thế thì để đào cái ngách ra hai cái ngách này đấy anh ạ. Có ngách. Đây cũng có ngách ngược đây. Con này chưa kéo ra được đâu, chưa kẹp ra được đâu. Có ngách ngược đây này. Chọc que vào không một cụt mắt. Đây. Anh ngách cổ chỗ công sâu hết đấy. Đưa anh xem nào. Đây, bọn này cũng bò lên tay này. Nhưng mà con kia gắp được luôn không? Chưa. Em sợ là đào mất cái này là nó. Anh ngách to thế. Ngách ăn sâu không? Ui. Ngay từ chỗ anh Khoa chắc là xuống ổ hay sao nhỉ? Khả năng xuyên đến kia. Thế thì mình phải đào kiểu này không mà nó
chụt xuống. Chụt là nó một là mình ôi sập rồi, sập rồi, sập rồi, sập rồi. Cẩn thận, cẩn thận. Nó lấp hết cả rắn. Ôi sập rồi, sập rồi. Sập rồi. Mình vừa lấy cái nàn cho rắn mà. Cho bọn này nó vào thì từ từ thôi, không còn vỡ. Được rồi, cắt bỏ cái bọn ấy vào cái làn đi xong lấy cái túi khác, lấy cái túi khác. Đây rồi, đây rồi. Lấy cái túi khác ra. Đây rồi. Không phải, không phải, không phải. Con rồi. Có. Nó vẫn dưới này mà. Bò lên trên này rồi, bò lên trên này rồi. Thông chưa, thông chưa? Thông rồi đây. Nó đấy. Buộc cái lại cái túi rắn kia chưa? Đây đây, em xem nào, nó lên không nhá. Em chọc con, em chọc cái. Đấy, đuôi nó rồi đây. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Ôi. Không, tôi bấm bấm cái này lên được không? Không vỡ ổ. Nhưng mà liệu có ổ không mà vỡ? Như thông có con này. Sợ con bắt con này. Bên này trước đi, bắt con bên này trước đi. Con này, đấy, con này rồi, như thông con kia hay sao mà? Ra rồi à? Bên này ra, ra rồi, 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 rồi. Rồi. Nó động bên ý nó ra bên này rồi. Thử xem nào. Anh chấn cái nhưng mà khoa rồi khoa. Dạ. Có hai màu. Hai màu, hai màu. Ổ rồi anh khoa, ổ rồi. Đây, ổ rồi, ổ rồi. Đây, 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 đây. Ổ rồi, đây, nhìn đây là biết là hai màu rồi. Đây, ổ rồi, ổ rồi. Hai đầu hai luôn. Màu, đâu đây đâu là hai đầu này. Con rồi. Đấy. Ổ rồi, ổ rồi, ổ rồi. Thấy chưa? Máy đào đi có một củ. Kẹp 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 đâu nhờ. Công công đưa đi kẹp. Đây. Này, xẻng này đào. Nhưng không phải hai đầu đâu. Còn một con nữa. Có một con dưới. Hai đầu. Không không. Không phải hai con. Đấy ơi, ba con. Ba con, ba con. Ui. Không phải hai con đâu, không phải hai con đâu. Không nhau rồi. Không nhớ đầu của con này là đầu con này là đâu? Đầu ở đâu đây? Qua lôi con đầu đâu ấy? Không biết. Lôi lôi, lôi ra đi, con này, con này nó tít ở dưới nào ấy? Điểm lôi con trên này. Điểm lôi con chẳng chẳng đấy. Đấy. Đúng. Ôi, đấy đúng rồi. Ra nốt kìa. Đấy. Rồi. À đuôi đuôi đuôi, đây đây. Một con nữa thôi, bắt đi, bắt đi. Bắt một con đi đi. Có hai con nữa thôi. Bắt đi, bắt bắt bắt. Nhanh cùng nó vỡ. Không vỡ được, không vỡ được. Có hai con nữa thôi. Còn một còn mỗi con này thôi. Công nó chặn ổ đây rồi, không vỡ được. Đấy kìa, con đi ra rồi kìa. Ô, cứ thế là ba con. Thế rồi. Nhưng con này dài nhỉ? Hôm nay con chắc là con này cuộn, là. Cuộn tròn này. Nó cuộn nó gọc người. Ờ, mình cứ tưởng là. Rắn này đấy, nó cứ leo leo đến rồi. Rắn hăng lắm. Tôi rõ em nhìn thấy ba con mà nhỉ? Rắn này. Rắn đào, đào hết rồi, cho này khả năng hết rồi. Rắn mùa này ngạnh thế gì anh nhỉ? Mùa này mùa nó sinh sản nó chả hăng lắm. Có thế đâu. Cứ nhao nhao lên. Còn không? Hiệu còn không? Bầy 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 hẳn. Mới được có 4 con rồi đấy. Hết ra kìa. Bằng rồi, bằng liệm rồi. 4 con là nhiều rồi đấy. Mới được có 4 con. Hai con kia với hai con này mới. Mới được có thế. Ấy, con gì đấy? Con chiếu. Con chiếu. Tưởng là dẫn con nữa. Không, dẫn con nhanh lắm. Ai, 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 ai. Cái gì đây? Ôi, vẫn con kìa. Độc. Mau mau. Mọi hẳn đây. Vẫn con. Người nó đầu. Đây, 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 đây. Nó trốn tít dưới đây, kìa. Đây, đây, đây. Ui, con này cắm sâu ở dưới. Ui. Đấy. Nhìn thấy ai? À, con này. Đấy. Con này khả năng bị mình lấp, 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 lấp đất lên. Đấy. À, đầu. Đấy, 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 đấy. Con này to đấy, không phải nhỏ đâu. Đấy, 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 đấy. Đấy, đấy. Đấy. Đào không khéo là mình lấp ra nó ngay mà. Rồi. Mẹ em lấp đấy. Chắc mẹ em lấp ở góc. Đấy. Cái gì đấy? Ôi, hình như có tiếng trên này mà. Có tiếng kia kìa. Ôi, chán kìa. Ôi, hình như có tiếng rào rào nữa đúng không? Chạy lên xem nào. Có tiếng chạy rào rào nữa mà. Lên, 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 xem nào. Anh Phương, 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 chạy lên cùng anh em. Có tiếng chạy rào rào nữa nào ấy. Có tiếng to ấy, tiếng trượt gì ấy. Bình tĩnh thôi, bình tĩnh thôi. Thấy gì không? Sợ lợn rừng nó tấn công đấy. Kia 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 nó đập kia. Dưới đây thế nào đây? Nào đấy. Có hăng. Lúc bật núi là nó luôn lên. Cẩn thận nhá, không sợ nhớ muộn nhớ lợn đấy. Hay ở dưới kia nó cắt cây nó gãy cây không? Cắt cây ở trên tít bên kia đi, liên quan gì ở đây? Trong này này, trong cái chỗ rộng rộng này này. Đâu? Trong khu này này có. Xong gây gây cây xong nghe có tiếng chạy rào rào luôn mà. À anh, em sợ được hay ở dưới kia đang cắt, em có tiếng nghe từ cưa máy cắt cây. Cưa máy cái gì mà cưa máy rào rào ở dưới kia ở đây, tới tiếng ở trên này mà. Em nghe thấy tiếng ở góc ở đây mà. Gãy cây. Gãy cây ở đoạn nào? Khu vực nào này?
đi khắp ở đây mà. Có tiếng gãy cây ở đoạn nào gãy cây xong anh còn nghe tiếng rào rào nữa, kiểu như chạy ấy. Kia hay là cái cây kia, cây đổ ngang mặt kia. Đúng, đúng. Đấy. Đây là cây này. Đây là cây đấy. Ui, ui, ôi chưa. Đi đây. Đi đây. Đấy. Anh ơi, chạy, 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 lao, lao lên được chưa đấy. Đây rồi, lao lên rồi. Con gì đấy? Đoạn, đoạn đâu, đâu rồi. Đấy ơi. Thì con đâu, đâu, đâu. Con chim to lắm. Trời ơi. Ôi, ôi, ôi. To lắm. Không. Cái gì đây? Con chim to lắm. Ấy. Chim gì? To thì làm gì có chim, chim gì ở đây? Ừ. Đây này nó lao vào đằng trước đây này. Ui. Nó bay chậm lắm. Ôi. Thôi thôi anh ơi. Ôi, chim bỏ, chim bỏ. Bỏ đi. Bắt sao được chim mà bắt. Ừ. Rồi đi trong rừng thì rồi thì sao được? Trời. Nó cứ tưởng là thấy rồi. Không phải, con chim đấy là em nhìn thấy thôi, còn cái con kia không phải. Bắt chim làm gì, bắt nào được chim? Chim rừng rừng bắt là sao được? Không, nó bay chậm lắm. Con này như kiểu là đập xương ấy. Hay là cú mèo. Con này như kiểu xương ấy. Hay anh nhìn có cú mèo ấy, thôi thôi bỏ đi, bỏ đi. Cú mèo, cú lợn, bỏ đi. Cái kia là tìm đây, cứ tìm đi. Không như bay ở trong bới này, mình biết là có cái ổ gì thế này. Ừ, nó cuốn cuốn tròn tròn. Tìm cái con rao rao nãy thôi, con chim bỏ đi. Quả con chim nó kiểu như là đấm thương ấy. Ủa ôi, không ơi. Cái hàng đẹp quá. Đây này. Ôi, ra đây mình. Anh mà không cái dây nó cuốn chân lại bắt được con chim rồi đấy. Này, anh. Đây này. Ủa, cái hàng giữ công này. Nên đây đây đây, đây này. Cái hàng sẵn đây mới gọi là con rắn này. Anh nhìn cái cửa hàng nhăn nhín luôn. Này. Rồi thôi cứ để đây đã, để đây đã. Đào sau. Xem chim thế nào thế. Động nó. Anh em ơi, đi chung chung đi, đâu hết rồi. Đâu hết rồi, đi gần gần nhau thôi. Không biết là cái gì đâu, mình không phản ứng được đâu. Đi gần gần thôi. Thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi, thấy rồi.